một thảm họa khủng khiếp chưa từng được biết đến đã dẫn đến cái chết của tất cả đàn ông trên thế giới, và tất nhiên là ngoại trừ nam chính của chúng ta, người đàn ông may mắn duy nhất còn sống sót, mà hiện giờ thế giới đang được thống trị bởi nữ quyền. Nhưng tại sao nam chính lại là người đàn ông sống sót duy nhất và không dài dòng luyên thuyên nữa? Chúng mình cùng vào việc luôn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một bộ phim khoa học viễn tưởng có tên The Last Man. Mở đầu bộ phim là cảnh tận thế kinh hoàng. Bất kể là người hay động vật, chỉ cần là giống được thì đều gục ngã, cả thế giới đều bị tê liệt hoàn toàn. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời gian quay ngược lại 3 tuần trước, nam chính của chúng ta, Eric dẫn theo một con khỉ đi trên phố để tìm những thứ mà đàn ông có thể dùng. Không ngờ một chiếc trực thăng đang lơ lửng trên không đột nhiên lao thẳng xuống dưới. Hú hồn thật, may mà không gặp nguy hiểm. Chuyện quái gì thế này? Thời gian quay ngược lại trước khi vụ thảm họa xảy ra. Lúc đó, nam chính của chúng ta đang dạy một đứa trẻ kỹ năng thoát hiểm tại nhà. Có điều, thao tác này của anh phải nói là cùi quá đi, đến đứa bé cũng không nhìn nổi nữa rồi. Cậu bé bày tỏ rằng người nhà đã đăng ký cho mình một gia sư khác, mà ở Washington lúc này, Tổng thống đang bận xử lý một việc quan trọng. Và tất nhiên Tổng thống phu nhân cũng rất bận rộn và cần giải quyết rất nhiều việc hàng ngày. Vốn dĩ, nữ chính của chúng ta, Hero Brown đang trên lớp, sau đó Eric lại gọi cho cô nói có việc gấp, còn tưởng là có chuyện gì quan trọng. Hóa ra anh dai đến để mượn tiền. Nể anh thiệt, 27 tuổi đầu, không có lấy một công việc đàng hoàng, mà còn đi mượn tiền để cầu hôn bạn gái. Chuyện khó thế mà anh cũng làm được. Hero nghe được tin tức này chỉ biết câm nín, dù rằng việc đó thật khó tin, nhưng cuối cùng vẫn cho anh mượn tiền. Đương nhiên màn cầu hôn trong buổi tối không cần nghĩ cũng đoán được rồi. Bất kể là bạn gái có đưa ra bất cứ yêu cầu gì, thì hiện tại anh chẳng có thứ gì cả, lấy gì để mang lại hạnh phúc cho người ta, thế nên hai người đã xảy ra tranh chấp, và rồi bạn gái anh đã bỏ đi. Cùng lúc đó ở một nơi khác, chị da đen này là một đặc vụ, chị vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, có vẻ đã có một người bị nổ chết. Sau đó chị vô tình phát hiện một con nai chết trên mặt đất. Chị thầm cầu nguyện cho con nai xấu số. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chị lại nhận được nhiệm vụ mới là trà trộn vào phủ tổng thống. Vốn định thực hiện một kế hoạch quan trọng hơn, ai ngờ thế giới lúc này đã bắt đầu hỗn loạn, những con vật đều chạy tán loạn trên đường. Sau đó vô số con chuột đột nhiên lao đến, nhìn chúng có vẻ rất sợ hãi. Người đi đường liền sợ hãi nhảy tót lên xe. Mà đây mới chỉ là khởi đầu của thảm họa. Lúc này, Hero đang ở cùng với người tình. Cô phát hiện ra rằng anh ta không nói rõ với vợ về chuyện của mình. Dù sao quan hệ của họ tương đối phức tạp, Hero đã tức giận ném đồ vào anh ta. Không ngờ lại vô tình hại chết anh ta. Nếu trong trường hợp bình thường thì cô sẽ bị kết án. Nhưng đó lại chỉ là tai nạn bất ngờ. Bất kể là người bình thường hay tổng thống, chỉ cần là giới tính nam đều chảy máu cam rồi ngã lăn ra đất. Ômô, chuyện quái gì thế này, cô thậm chí còn không biết là họ bị gì nữa, mà dường như còn xảy ra cùng một lúc. Có thể nói, tai nạn bất ngờ này đã khiến tất cả những người phụ nữ có mặt đều kinh hãi, sẽ khủng khiếp biết bao nếu chỉ còn một người đàn ông trên trái đất. Tất nhiên, nếu chỉ còn lại một người đàn ông, thì những người còn lại đều là nữ, có lẽ bạn sẽ cho rằng đó là may mắn, nhưng thực tế không đơn giản vậy đâu. Ban đầu mọi người đều không biết rằng những người đàn ông xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Bất kể là chồng, đồng nghiệp, con trai vân vân, họ đều không thể tìm ra đáp án, cũng không có ai biết là vì sao lại thế này. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là một vụ lây nhiễm virus, đồng thời chị da đen đã vào được dinh tổng thống. Chị đã phải mang mặt nạ phòng độc để trốn thoát. Hiển nhiên, nhiệm vụ của chị vẫn chưa hoàn thành, rồi chị cũng thành công đột nhập vào phòng dữ liệu và lấy được thứ mình muốn. Nhưng người giao nhiệm vụ cho chị lại mất liên lạc. Có vẻ ông ta đã treo máy, hiện giờ bên ngoài đang rất hỗn loạn, mọi người đều rất đỗi hoảng sợ, mà dinh tổng thống bên kia cần có một tổng thống mới, cần có một người đứng ra chủ trì đại cục. Nhưng hiện tại không có đàn ông, nên cuối cùng mọi người đã thống nhất lựa chọn phu nhân tổng thống làm người lãnh đạo. Nếu không, thế giới cuối cùng sẽ phải rơi vào cảnh hỗn loạn, nhân loại rồi sẽ bị diệt vong. Chị da đen biết hiện giờ không thể rời khỏi nơi này, nên tốt hơn hết là ở lại đây. Không ai biết danh tính thực sự của chị, và giờ chị có thể làm việc cho phu nhân tổng thống. Cuối cùng phu nhân tổng thống đã đứng ra chủ trì đại cục. Bất kể là trên thế giới chỉ còn lại nam hay nữ, thì trật tự vẫn cần phải có. Nữ tổng thống đề nghị mọi người hãy quay trở lại làm việc bình thường. Hiện giờ có thể nhìn thấy tờ rơi quảng cáo ở khắp nơi trên phố, mà Eric cũng tỉnh lại vào lúc này. Lúc mới đầu anh còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, mãi về sau anh mới biết rằng sau khi mình tỉnh dậy thì thế giới đã rơi vào ngày tận thế, và để phòng khi bạn gái quay lại tìm mình, anh đã để lại một mảnh giấy trên tấm gương, sau đó dẫn chú khí rời khỏi đó. Lúc này, dinh tổng thống đang vô cùng náo loạn, mặc dù nữ tổng thống đã đứng ra chỉ đạo mọi chuyện, thế nhưng trung tâm kiểm soát dịch vẫn không đưa ra được một câu trả lời rõ ràng, rốt cuộc là điều gì đã khiến nam giới mang nhiễm sắc thể y tử vong. Càng gay hơn là, vì sự hư hỏng của một số thiết bị cơ bản, mưa xuống cùng với mất điện đã khiến mực nước ở tầng hầm dâng cao, máy bơm còn bị hỏng. Đây hẳn là một vấn đề dễ như trở bàn tay đối với Eric. Những vụ thảm họa bất ngờ đã phá vỡ mọi thứ, một số nghị sĩ còn nói rằng họ muốn giữ hướng thứ trong bảo tàng. Nữ tổng thống liền phát hỏa, hiện giờ giữ mạng là quan trọng nhất, còn quan tâm đến mấy thứ đó làm gì. Mà vấn đề nghiêm trọng nhất hiện giờ là các nhà máy đã ngừng hoạt động, ví dụ như nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất nước. Nếu chúng ngừng hoạt động, nói thẳng ra thì
nếu còn không có điện nước nữa thì chẳng khác gì ngày tận thế. Và lúc này, nữ tổng thống đã giao cho chị da đen một nhiệm vụ, chính là đi tìm con trai của bà. Mỗi người đều đang bận rộn làm việc của mình, thậm chí ngay đến chị gái tóc vàng. Trước khi xảy ra thảm họa, chị vẫn còn giao giảng rằng đàn ông và phụ nữ nên được bình đẳng, nhưng hiện giờ thảm họa đã ập đến, còn quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì? Mà hiện giờ Ulrich đang đi tìm bạn gái. Anh đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không biết bạn gái đang ở đâu. Anh đoán rằng bạn gái đã bị màn cầu hôn nhức nách của anh làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên vì sợ hãi mà chú khỉ đã chạy vào ga tàu điện ngầm. Lúc này nơi đó toàn là nước, không ai quan tâm đến nơi này nên nó vô cùng lộn xộn. Nhưng anh không thể bỏ rơi bạn của mình, thế nên anh đã cầm theo đèn pin tiến vào đó, nhưng vừa vào đã thoát hết cả mề. Một tấm tấm áp phích hình người cũng đủ để khiến anh sợ hãi. Sau đó, Ulrich đã đến một cửa hàng quần áo để tìm một bộ đồ mới. Mặc dù trái đất lúc này đột ngột thay đổi nhưng không có nghĩa là không còn bất kỳ ai, bởi vì thế giới hiện giờ toàn là nữ, mà một người đàn ông khỏa thân từ đâu xuất hiện đã khiến ba người phụ nữ không khỏi có chút bàng hoàng. Ulrich không thể giải thích nổi tại sao mình vẫn còn sống, chỉ đành cầu xin mấy chị tha chết rồi rời đi. Bên kia, Hero cũng đã tìm được thẻ căn cước của người tình và đưa nó cho vợ anh ta. Rõ ràng người vợ đã biết rằng chồng mình đã ngoại tình. Mặc dù không quan tâm cho lắm, nhưng ít nhất vào thời khắc cuối cùng, anh ta cũng có người bầu bạn. Nhưng rõ ràng là chồng cô ta đã bị cô vô tình hại chết trước khi vụ thảm họa xảy ra. Hiện tại có rất nhiều người muốn rời khỏi thành phố, bởi cả thế giới đang chìm trong đại nạn. Khi Hero đến được nơi họ tụ hợp thì đã gặp được Ulrich ở nơi này. Đương nhiên đối với người đàn ông duy nhất còn sống sót này, cô cũng vô cùng tò mò. Có điều cô vẫn không quên số tiền mà anh đã nợ lúc trước đâu nhé. Nhưng Ulrich lại giở trò lươn lẹo. Liệu có ai đoán được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ngoài kia? Anh không chắc là mình có còn sống được nữa không? Anh hứa với cô chỉ cần mình còn thở rồi mai này sẽ trả cô. Nhưng mai nào thì không biết. Chỉ là anh không ngờ là chị da đen lại tìm đến nơi này vào nửa đêm. Lúc đầu, nữ tổng thống đã cung cấp cho cô một vị trí tọa độ, đại khái là nơi bà đã sinh ra đứa con khi trước. Nữ tổng thống thầm cầu nguyện cho con mình vẫn còn sống. Và thật bất ngờ, người đàn ông 27 tuổi không có thứ gì trong tay lại chính là con của tổng thống. Đúng là người đàn ông may mắn nhất quả đất rồi còn gì. Trong cuộc thảm họa này, ai cũng muốn tìm một nơi trú ẩn, nhưng không phải họ muốn là được. Cuối cùng thì nước và thức ăn rồi sẽ cạn kiệt, ngay cả có làm việc cho chính phủ. Trong đó có một người phụ nữ dẫn theo con đã bị chặn lại trước cửa. Trong cảnh tận thế, hiện thực quá đỗi phũ phàng, có rất nhiều cũng giống với cô. Suy cho cùng thì hiếm có ai được may mắn rước về như Ulrich đâu. Ai bảo anh là vai nam chính cơ chứ? Khi nữ tổng thống nhìn thấy con trai vẫn còn sống, bà hết sức vui mừng. Nhưng bí mật này cũng không giữ được lâu, thế nên chị da đen đã nhốt hai nữ phi công hộ tống Ulrich trở về lại để hỏi chuyện. Đơn giản mà nói, nếu các người có thể giữ bí mật, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt rồi. Bằng không hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Và đương nhiên lúc này Ulrich còn chưa biết rằng mình chính là loại sinh vật hy hữu trong xã hội này. Đại khái là cả thế giới nếu chỉ còn một người đàn ông, những người khác toàn bộ đều là nữ, thì thế giới sẽ trở nên điên cuồng thế nào đây? Tuy nhiên chú khỉ đêm đó lại lẻn ra ngoài, Ulrich lại phải đi tìm, đến là mệt với nó. Không ngờ vô tình anh lại bị người khác nhìn thấy bóng dáng. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng vấn đề sau đó sẽ càng lớn hơn. Nhưng anh đã nhìn thấy người trong những tấm hình trên tường biến mất mà không thể lý giải. Nữ tổng thống vì bảo vệ con trai nên đã phải ra ngoài giải quyết vụ việc. Nhưng Ulrich đang ảo tưởng sức mạnh, nói với mẹ rằng anh ra ngoài thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh tin rằng rất nhiều người sau khi biết được trên thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông, thì họ khẳng định sẽ đối với anh như một vị vua. Ui, anh đừng ảo nữa, chỉ sợ lúc đó người ta sẽ xem anh là chuột bạch mang ra thí nghiệm đó. Nào có cái gì mà đối xử như một vị vua, không phải các vua thường chết sớm hay sao? Lúc này chị tóc vàng cũng chú ý đến chị da đen. Lúc đầu cô nghĩ rằng chị da đen đang làm việc cho cha cô, làm cho sở mật vụ, nhưng chị da đen chỉ đánh dấu nhận chuyện này. Lúc này chị tóc vàng vì không nhận được sự bảo hộ của chính phủ nên đã đưa con gái về nhà chuẩn bị an táng người thân đã khuất, nhưng con gái chị lại bị ngã gãy chân. Chị không biết phải làm gì lúc này nữa. Lúc này nữ tổng thống đã sắp xếp cho Ulrich đi tìm một bác sĩ ở nơi khác. Đối phương là một chuyên gia di truyền, nếu nam chính có thể qua đó thì có lẽ có thể sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Bởi nếu thế giới chỉ tồn tại một người đàn ông thì cũng đủ để nhân bản trong tương lai tạo ra một quốc gia nữ quyền. Điều này là phi thực tế và hiển nhiên là Ulrich không đồng ý. Nhưng cuối cùng anh đã bị mẹ thuyết phục, bởi hiện giờ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Trước đâu có một người phụ nữ bị thương đã theo ứng cử tổng thống, bà nên được thăng chức. Nhưng hiện tại nữ tổng thống đã làm được một thời gian, huống hồ để bảo vệ con bà không thể dễ dàng thăng chức. Tất nhiên Ulrich không thể rời khỏi đây bằng máy bay được, anh cần hóa trang thành một thi thể để ra ngoài. Và rồi hai nữ phi công đã lần lượt lên chiếc máy bay khác rời khỏi nơi này, nhưng không biết tại sao chiếc máy bay trước mặt lại phát nổ một cách khó hiểu. Ulrich liền sợ ngây người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chị da đen an ủi anh đừng lo lắng, mặc dù lòng chị cũng đang thấp thỏm không yên. Cuối phim, chị gái tóc vàng đã nói gì đó với nữ tổng thống. Bộ phim này tạm thời đã cập nhật đến tập 3. Nhìn chung diễn biến tập 3 này cũng khá bất ngờ.
còn rất nhiều bí ẩn chưa được bật mí trong 7 tập tới, đó đều là những nút thắt quan trọng của bộ phim. Nhìn chung, đây vẫn là một đề tài rất thịnh hành trong những năm gần đây và chúng ta chỉ có thể đón đợi diễn biến ở những tập phim tiếp theo. Được rồi, câu chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu muốn mình làm tiếp series phim này, hãy để lại bình luận, đừng quên like và đăng ký kênh nhé!